mời trọng tài Nguyễn Danh Xin. Trong khuôn khổ làng số 48, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đô Nguyễn Đình Khương. Quốc Hoài mặc quần đen mang đai đỏ, gặp ông Đô Việt Anh, Song Phương mặc quần xanh mang đai xanh. Xin mời hai Đô vào giữa sới nghe trọng chính xe này. Hiện nay ở giải phong trào chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin từ các Đô lên quốc giải. Chúng tôi một lần nữa xin thông báo là quý vị các Đô nào, các Đô mà không chuyên nghiệp, không có huy chương, đăng ký quốc giải phong trào nên đăng ký ban tổ chức để phá giải trong ngày hôm nay. Hàng Đô bắt tay, thân ái đoàn kết trước khi thi đấu. Hàng Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Ông Đô mang áo đỏ đã thắng. Xin mời ông Đô vào nhận lèo.